Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao ngày 9 tháng 4. Mở đầu bản tin, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Diễn biến những trận đấu sớm trên các sân cỏ châu Âu. Volvo Car Open 2016, Angelique Kerber thẳng tiến vào bán kết. Manny Pacquiao và Timothy Bradley kiểm tra cân nặng trước trận so găng tại Las Vegas. Vòng 32 La Liga đêm qua đã diễn ra với trận đấu sớm giữa Granada và Malaga. Trong 5 vòng đấu đã qua, thành tích của hai đội bóng này là khá chênh lệch. Nếu như đội khách Malaga có được 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa, thì Granada chưa thắng được trận nào và hòa tới 4 trận. Trong khi đó, dù phải nhận kết quả không tốt ở đấu trường châu Âu, thì Real Madrid vẫn cho thấy được phong độ hủy diệt tại đấu trường quốc nội. Do đều là hai đội bóng tầm trung bình yếu tại La Liga, nên cuộc đối đầu giữa Granada và Malaga không mang đến nhiều những pha bóng hấp dẫn. Tuy nhiên, những tình huống nguy hiểm vẫn đến với cả hai câu lạc bộ. Sau những phút đầu bị đội khách dồn ép, đến cuối hiệp 1, Granada đã có cơ hội rõ ràng nhất của trận đấu. Tuy nhiên, chân sút của đội chủ nhà đã không thể hiện thực hóa thành bàn. Thế trận giằng co được cả hai đội tạo ra trong khoảng thời gian sau đó, và dù cho rất quyết tâm, nhưng cả Granada và Malaga đều không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của nhau. Kết quả không đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Với việc chỉ giành được một điểm, rất có thể sau vòng 32, Granada sẽ bị tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ. Tiếp theo sẽ là những thông tin đến từ trận đấu sớm vòng 29 Bundesliga. Đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng là Hertha Berlin có được trận đấu được đánh giá là dễ dàng khi tiếp đón Hannover 96, đội bóng đang đứng cuối bảng. Tuy nhiên, một lần nữa người ta lại thấy bóng đá luôn chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ. Tiếp đón đội cuối bảng Hannover 96, ngay phút thứ 3, Ibisevic đã có pha băng vào dũng cảm đưa đội chủ nhà Hertha Berlin vượt lên dẫn trước. Những tưởng lợi thế từ sớm sẽ giúp đội chủ nhà vùi dập đối thủ, nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 18 khi Kiyotake có pha chọc khe thông minh giúp Sobiech quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách. Thế trận đối công tiếp tục được hai đội duy trì, nhưng phải đến phút 58, bàn thắng mới tiếp tục đến. Hannover lại là đội ghi bàn với pha lập công của Smiedebach. Bị dẫn ngược, đội chủ nhà không cam tâm chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà, và 14 phút sau, Salomon Kalou đã có mặt đúng lúc ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 cho đại diện của thủ đô. Bị cầm hòa ngay trên sân nhà, rất có thể khoảng cách giữa Hertha Berlin và nhóm bám đuổi sẽ bị thu hẹp sau vòng đấu này. Chia tay với Bundesliga, chúng ta sẽ đến với những thông tin từ giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Paris Saint-Germain đã đăng quang sớm ở mùa giải năm nay và cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ 2 đang là tâm điểm tại Ligue 1. Vòng 33 này, Olympique Lyon được thi đấu sớm và đây sẽ là cơ hội để những chú sư tử sông Rhône gây nên áp lực với Monaco khi chỉ phải đối đầu với Montpellier. Làm khách trên sân của Montpellier, đội đang đứng ở nửa sau của bảng xếp hạng, Olympique Lyon quyết tâm giành trọn 3 điểm để đánh chiếm vị trí thứ 2 của Monaco. Và đến phút 34, quyết tâm của đội khách đã được cụ thể hóa. Marcel Cornet đã kết thúc rất tốt pha kiến tạo của Jordan Ferry, đưa Lyon vượt lên dẫn trước. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau, tiền đạo 19 tuổi người Pháp này tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm nhẹ nhàng sau đường chuyền dọn cỗ của Alexandre Lacazette. Cú đúp của Cornet đã giúp Lyon ra về với chiến thắng 2-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Bruno Genesio, giúp họ tạm thời vượt qua Monaco để có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thưa quý vị, vào cuối tuần này, Manchester City sẽ tiếp đón West Brom trên sân nhà trong khuôn khổ vòng đấu thứ 33. Đội chủ sân Etihad vẫn đang đấu tranh cho một vị trí trong top 3 và khoảng cách giữa họ và Arsenal vẫn đang là 4 điểm. Tuần này, pháo thủ sẽ có một trận derby rất khó khăn trên sân của West Ham và đây sẽ là cơ hội để Man Xanh thu hẹp khoảng cách. Sau trận hòa đầy quả cảm trên sân của Paris Saint-Germain ở Champions League, Manchester City đang có cơ hội rất lớn để lọt vào bán kết. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Manuel Pellegrini vẫn muốn nhắc nhở các học trò cần phải tập trung cho đấu trường quốc nội. Tôi hy vọng là các cầu thủ vẫn giữ được sự tập trung cần thiết cho đấu trường quốc nội. Lúc này, tôi hiểu ai cũng nghĩ tới Champions League, nhưng trước mắt, chúng ta cần vượt qua trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ chơi giống như ở trận gặp Bournemouth tuần trước. Lượt đi trên sân West Brom, chúng tôi đã hòa 2-2 và toàn đội đều không muốn một kết quả hòa lặp lại trên sân nhà, nhất là khi các đối thủ trực tiếp của chúng tôi đều có khả năng sẽ đánh rơi điểm số ở vòng đấu này. Chuyển sang một thông tin khác, Liverpool vừa nhận phải tin dữ khi đội trưởng Jordan Henderson của họ sẽ phải ngồi ngoài đến hết mùa vì chấn thương đầu gối mà anh gặp phải trong trận gặp Borussia Dortmund giữa tuần qua. Các bác sĩ chẩn đoán Henderson sẽ cần từ 6 đến 8 tuần để có thể bình phục
và tiền vệ này nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ cả vòng chung kết Euro 2016 cùng đội tuyển Anh. Một tin không vui khác đến với Lữ đoàn Đỏ khi họ sẽ phải nhận án phạt từ UEFA vì không thể quản lý những cổ động viên của mình. Trong trận đấu với Dortmund, những cổ động viên quá khích của Lữ đoàn Đỏ đã đốt pháo sáng trên khán đài. Hiện tại, vẫn chưa rõ án phạt cụ thể mà The Cop phải nhận từ UEFA. Dù đang đứng trước những thách thức không nhỏ về tình hình an ninh bất ổn, nhưng chủ nhà Pháp vẫn cho thấy một quyết tâm lớn về một kỳ Euro thành công. Trong một diễn biến mới nhất, các quan chức bóng đá Pháp đã tập trung tại Clairefontaine để chính thức mở cửa đại bản doanh của những chú gà trống Gaulois tại Euro 2016 này. Những quan chức hàng đầu của bóng đá Pháp và không thể thiếu nhân vật quan trọng là huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps đã có mặt tại đại bản doanh của đội tuyển Pháp ở vòng chung kết Euro 2016 để cắt băng chính thức mở cửa khu tập luyện này. Clairefontaine là trung tâm huấn luyện nổi tiếng thế giới với những trang thiết bị thuộc hàng hiện đại nhất. Tại đây có một cơ sở đào tạo đa năng, một sân cỏ tự nhiên và một sân cỏ trong nhà. Với việc được chuẩn bị chu đáo, đội tuyển Pháp hứa hẹn sẽ mang đến một vòng chung kết hấp dẫn. Chúng tôi có đầy đủ những gì tốt nhất tại Clairefontaine. Mọi thứ tại đây thật tuyệt vời, từ mặt cỏ, trung tâm phục hồi đến cơ sở y tế. Không có bất cứ nơi nào mang lại cảm giác dễ chịu như tại Clairefontaine, vì xung quanh đây là bầu không khí trong lành. Tất cả những điều kiện này sẽ giúp các cầu thủ có được sự tập luyện tốt nhất. Đã từ rất lâu rồi, kể từ sau chức vô địch Euro 2000 thế hệ của Zidane, bóng đá Pháp chưa một lần đăng quang tại các giải đấu lớn ở châu lục và thế giới. Trong 3 kỳ liên tiếp gần đây ở Euro, những chú gà trống Gaulois tiến xa nhất cũng chỉ lọt vào tới tứ kết. Tuy nhiên, những người mộ bóng đá Pháp hiện nay đang có một niềm tin rất lớn vào thành công của đội chủ nhà tại Euro 2016 với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của nhiều lão tướng và tài năng vượt bậc của các cầu thủ trẻ. Tại giải quần vợt Volvo Car Open 2016 đang diễn ra tại Charleston, Nam Carolina, người hâm mộ banh nỉ đang được chứng kiến sự vượt trội của hạt giống số 1 Angelic Kerber. Tay vợt người Đức đã không gặp quá nhiều khó khăn trước Irina Camelia Begu, qua đó giành quyền góp mặt ở bán kết. Sau chiến thắng liên tiếp 3 game cuối của set 1, Angelic Kerber đã không cho Irina Camelia Begu cơ hội để nghĩ về một cuộc lật đổ. Trong set đấu tiếp theo, nhà vô địch Australian Open nhanh chóng giành điểm break, cùng với đó là thắng 8 trên tổng số 9 điểm để khép lại trận đấu với tỷ số lần lượt là 6-2 và 6-3. Đánh bại đối thủ người Romania trong trận tứ kết Volvo Car Open thứ hai liên tiếp, Angelic Kerber giành quyền vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất, nơi đại diện của Đức sẽ đối đầu với Sloane Stephens. Sau khi hạ giống số 7, vượt qua 3 set đầy khó khăn trước Daria Kasatkina của Nga. Có khởi đầu tốt với chiến thắng 6-1 trong set đầu, nhưng tay vợt 23 tuổi người Mỹ lại để cho đối thủ san bằng tỷ số và phải nhờ tới điểm break ở game đấu bản lề trong set quyết định, Sloane Stephens mới hạ gục được đối thủ, đem lại niềm vui chiến thắng cho các khán giả nhà. Trận bán kết còn lại của giải sẽ là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 5 Sara Errani và tay vợt người Nga Elena Vesnina. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều đã biết tay đấm nổi tiếng người Philippines Manny Pacquiao sẽ có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình vào ngày hôm nay, mùng 9 tháng 4, và đối thủ của anh là Timothy Bradley. Và trước giờ xung trận, cả hai đã tới buổi thử cân để làm thủ tục, và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Gần một năm sau thất bại trước Floyd Mayweather, Manny Pacquiao lại trở lại sàn đấu MGM Grand Garden ở Las Vegas để có lần đụng độ thứ 3 với Timothy Bradley và cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Hai tay đấm, mỗi người đã có một chiến thắng trong hai lần gặp nhau trước đó và sự cân bằng được thể hiện ở cả trọng lượng của cả hai. Pacquiao nặng 145,5 pound, trong khi Timothy nặng hơn đúng 1 pound. Màn so găng giữa Manny Pacquiao và Timothy Bradley sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối ngày 9 tháng 4 theo giờ địa phương. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, võ sĩ người Anh Tyson Fury sẽ có màn tái đấu với Vladimir Klitschko vào ngày 9 tháng 7 tới, theo tiết lộ từ người đại diện của Tyson Fury. Tháng 11 năm ngoái, Fury đã đánh bại Klitschko bằng tính điểm để ám chọn 3 chiếc đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. Tuy nhiên sau đó 2 tuần, Tyson Fury lại bị tước đai vô địch IBF vì kích hoạt điều khoản tái đấu với Klitschko, đồng thời hủy trận đấu với võ sĩ được chỉ định là Vyacheslav Glaskov. Như vậy, vào ngày 9 tháng 7 tới, màn tái đấu giữa Fury và Klitschko sẽ chỉ để tranh hai chiếc đai vô địch hạng nặng của WBO và WBA. Tiếp nối bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Sau thất bại sát nút 1-2 trước Hoàng Gia Lai tại Cúp Quốc gia,
các cầu thủ Viettel đã trở về Hà Nội để chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu khai mạc giải nhất gặp Cà Mau. Tại mùa giải năm nay, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam là những người có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Đa phần lực lượng của Viettel đều là các cầu thủ sinh năm 1995-1996. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ sẽ dễ bị bắt nạt, nhất là khi mục tiêu của lãnh đạo đội bóng đặt ra là top 3 chung cuộc. Về cái chỉ tiêu mà ban giám đốc giao cho thì đương nhiên có thể là với các em thì nó là trẻ, mới năm nay các cháu mới lên sau nhiều năm thì đây cũng là cái giải đầu tiên trở lại chuyên nghiệp. Thì đương nhiên là chúng tôi phải phấn đấu, cho nên là bất kể những trận nào đối với Viettel chúng tôi đều là những trận quan trọng. Bây giờ thì tất cả đội đã lên giải đấu hạng nhất thì hạng nhất là một mùa giải rất là dài, là tập trung cho sự thể lực rất là nhiều, khác với cả giải U. Sự chuẩn bị quá trình rất là dài, là đội đòi hỏi thể lực và chiến thuật. Ở trận đấu đầu tiên, Viettel sẽ gặp lại Cà Mau, đối thủ mà ở mùa giải trước đã từng để thua họ với tỷ số 0-3 ở giải nhì. Tuy nhiên, không vì thế mà đội bóng quân đội được phép chủ quan, vì Cà Mau có sự đầu tư khá tốt sau khi giành quyền lên hạng. Bằng chứng rõ nhất là chiến thắng 1-0 trước Đắk Lắk tại Cúp Quốc gia cách đây một tuần. Chúng tôi cũng đã có băng hình rồi cũng đánh giá được đối phương. Qua cái băng hình nhất là người ta vừa gặp đá cái giải cúp với đội Đắk Lắk ấy. Và cũng thì đương nhiên là chúng tôi cũng đánh giá là họ thì có phải họ trong vì nó cũng nhiều cầu thủ người ta cũng già dặn hơn bên mình, nhưng mà chúng tôi cũng phải tự tin vào bản thân. Anh em thì đương nhiên là trận khai mạc đá sân nhà thì hãy như tôi đều muốn giành chiến thắng. Trận đấu giữa Viettel và Cà Mau sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày 9 tháng 4 trên sân vận động Hàng Đẫy. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu thu hút được một số lượng đáng kể khán giả, vì rất nhiều người hâm mộ thủ đô đang mong chờ sự trở lại của một hình ảnh thế công năm nào. 5 trận đấu tại vòng 1 giải nhất quốc gia Kilombank 2016 sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 4. Bên cạnh trận đấu giữa Viettel và Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh gặp Fico Tây Ninh cũng là một trận đấu đáng chú ý, nơi đội Á quân mùa giải trước đang đặt quyết tâm rất cao thể hiện mình trước khán giả nhà. Khép lại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay đã xác định 8 đội bóng tham dự Cúp Hùng Vương. Ở bảng A gồm Sanex Khánh Hòa, Thể Công Binh Đoàn 15 của nam, Ngân hàng Công Thương, Bình Điền Long An của nữ. Trong khi đó bảng B có sự góp mặt của hai đội nam là Biên Phòng, Trà Ninh Bình, hai đội nữ là Thông tin Liên Việt Postbank, Tiến Hồng Thanh Hóa. Tại Cúp Hùng Vương, các đội sẽ phải bước vào vòng đấu loại trực tiếp để chọn ra đội vào thi đấu vòng chung kết và tranh hạng 3 ở bảng của nam và nữ. Cúp Hùng Vương sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4. Những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.